Cô bà New York xin chào. Chào cả nhà, đại gia đình, anh chị em và các cháu. Chào bữa nay, cả nhà khỏe không? Cô bà cũng tạm được. Bữa nay New York ở ngoài trời muốn chuyển mưa, không có nắng. Cô bà vậy chúc cả nhà vui ha. Khỏe với nhiều sức khỏe này để vượt qua cái đại dịch này. Bây giờ cô bà có hổng mà có lên mấy cái clip mà bữa mà đi lấy thuốc đó, tại vì bữa đó đi khám mắt rồi khám trễ quá, bởi vì cái đợt ba này nè, chỉ nhà tiệm thuốc tây bán chỉ có thuốc làm từ 9 giờ rưỡi tới 4 giờ là đóng rồi, mà mình khám rồi tới 4 giờ mấy rồi, thành ra cái tiệm thuốc mới đóng cửa. Tại vì lấy quen ở phố Tàu rồi cũng thôi, không có mail về chỗ gần mình đó, tại vì ngoài đó cũng có người Việt được, thành ra lấy quen bao nhiêu năm rồi, thành ra không có trở về tới Mỹ này. Mấy đứa con nói sao ốm không kêu người ta, tại bây giờ không có viên to, bây giờ cũng như to thuốc rồi, bấm vô cái computer ấy, thì cái chỗ nào mà như là mình lấy thuốc cái tiệm nào đó thì bấm lại đó là lấy vậy đó. Thành ra cái hôm sau cách một hôm bị Dũng mắc bệnh ấy, cái bà mới đi trở lại đó là lấy, thì sẵn dịp đó quay cái sinh hoạt để mày Chinatown cho cả nhà xem đó nhé. Chinatown lớn lắm, Chinatown thì rất lớn lắm, nó villa thấy cũng nhỏ, cô ba đi nhiều chỗ lắm vậy, nó San Fran lớn chứ lớn cũng bằng đây, San Francisco á, cô ba có đi rồi, cũng không bằng ở New York này đâu, không bằng. Kì nhà, cũng như là quay từ giai đoạn, cũng như nó nhiều chỗ, cũng như là hôm nay đợt này có quay đường này, cô ba đường kia nó nhiều đường á, nó vậy đó. Yeah. Thì cả nhà nhớ xem đi nha. Thì bây giờ cái dịch rồi, thành ra nó không có được như là hầu như hồi xưa, nhưng mà nó được 50% bây giờ cũng đỡ hơn cái bữa ba là tháng ngoài trước, ví dụ vậy đó, giờ cũng đỡ. Đợt nhất á, đợt nhất thì nó dán quá, nó vậy đó. Yeah. Thì cô ba cả nhà xem đi. Ngay ở New York thì với thành phố thì nó xô bồ rồi, nhưng mà tại vì gặp cái cơn dịch này thì phải chịu thôi. Giờ mình được nhiều thì mình cũng như là quay nhiều cho cả nhà xem. Cứ xem từ từ đi. Nếu mà cũng như là coi này cho biết ở phố Tàu New York, rồi từ từ đi. Nếu mà được cho phép nữa thì cũng như là được đi ra ngoài được nhiều á, thì sẽ như nhà là cũng như thống đốc á, không ai thống đốc ở tiểu bang New York này nè, là ra cái lệnh là tại vì bây giờ á là taxi nè, Cali nè, Arizona là nhiều nhất, rồi mới tới Florida hay là vô già những, tại vì có mấy chục tiểu bang này, nhưng mà bây giờ nổi trội nhất là ba tiểu bang này. Đó. Thành ra những cái tiểu bang này mà dân mà có lệnh rồi vô tới New York là phải cách ly, 12 tuần, 14 ngày mới cho New York, mới cho vô New York. Đó. Sợ bị lây, vì một ngày thì mà nhiễm tới 4-5 ngàn ca đó, một tiểu bang ấy, nhất là taxi hôm qua quá trời nhiều luôn. Lên nhìn lên cái bản đồ New York ở đó thì kêu bằng New York thì đỏ đỏ ha, bây giờ New York trắng rồi, không còn đỏ, chỉ còn cái miền Trung Tây với miền Nam quá trời nhiều luôn, đổ quét luôn. Thành ra cô bà mới như là nói cho cả nhà nghe tin tức ở bên Mỹ vậy đó. Ông thống đốc ông nói là bây giờ vậy ra lệnh rồi,
Taxit nè, Cali, Arizona, hôm qua thì nghe nó ba cái đó, rồi có thể là tới từ tới Florida rồi Georgia, những từ bước tới, tất nhiên là tới mấy chục tiểu bang nè, mà nhiều nhất là hai mươi mấy tiểu bang, nói vậy, mà cao điểm nhất là ba tiểu bang nãy cô bà nói đó, là thống đốc dẫn đây là cũng như ra lệnh là trong mỏ ba trong ba cái tiểu bang đó, mà nếu vào New York là phải cách ly 2 tuần. Bây giờ muốn pha cũng như là nhà tổng thống muốn cũng như là muốn cho đề xuất cũng như là giật dậy kinh tế, thành ra mới nói là những người dân mà được đi chơi du lịch thì hỗ trợ tiền phân nửa, cũng như mình đi 8.000 mình đi chơi này đều cho 50 tiểu bang nước Mỹ thôi nha, chứ không có ra ở ngoài, như Hawaii cũng được hay là Alaska cũng là trong của Mỹ, thì trong vòng 50 có đi khách sạn xe ở khách sạn xe mua sắm hay gì đó, thì trong khi đó là chính phủ cho phân nửa, ví dụ 8.000 thì cho 4.000, 6.000 thì cho tặng cho 3.000, xài nhiều thì cho nhiều, ít thì gì đó. Đó. Tối đa là 9.000, tối đa là 9.000, nghĩa là xài 18.000 thì chính phủ cho 9.000, trừ trong cái vụ mà khai thác đó, vậy đó. Và vậy cũng như khuyến khích, mà giống như kỳ bà hổng của bà có nói là bên Nhật đó, đó thủ tướng ngài lệnh cũng như là cho tiền đi du lịch rồi vậy đó, còn Philippines thì cho tiền đi về quê nặng mà chống dịch vậy đó. Cô bà thấy thành ra bây giờ thế giới tăng quá rồi, hồi nãy cô bà có coi thì là bây giờ đó, và nói sơ sơ dài chỗ đó ha, thế giới á là tăng hơn 9.900 ca, mà tử vong là gần nửa triệu rồi, tử vong là 9.496.000 đó, 496.000 tử vong, rồi gần nửa triệu rồi. Rồi còn Mỹ á, là hơn 2.500.000 rồi, còn tử vong của ở Mỹ là 127.000 ca tử vong, 127.000. Còn bài siêu là kế Mỹ, bây giờ leo lên kế Mỹ rồi, là 1.800.000 ca nhiễm, 56.000 ca tử vong. Mexico là 208.392 nhiễm, mà 25.779 tử vong. Đó, vậy đó. Mấy bữa gài Pháp, bên Pháp cũng như là nghe nói là biểu tình ở đâu chỗ sân bay, nói là không muốn cho chuyến bay ra, tại vì nhà chính phủ ra tiền 15 tỷ hay bao nhiêu đó, nó mà hỗ trợ cái vụ hãng máy bay nè, mà dân thì không muốn cho cái máy bay bay mà chở người ngoài vô bị nhiễm Covid á. Cái gì đó. Nè, ở bên Việt Nam á thì kêu bằng WHO, còn mình ở bên Mỹ bên này thì kêu WHO, là nói là hàng triệu người có thể tử vong nếu Covid-19 bùng phát hồi cuối năm nay. Đó là cuối năm nay nếu mà bùng phát là sẽ có hàng triệu người tử vong, cảnh báo đó. Thì họ coi họ thấy nói là hồi năm 1918 đó, với 1920-21 đó là bên Brazil á, Brazil chứ, là bệnh nhiễm đó là nó tới mùa hè đó vậy ha, tới mùa đông nó bùng phát dữ dội đó. Họ mới lấy cái đó là nhưng mà họ so sánh như vậy đó, nên nó bùng phát quá, thành ra mới lo ngại đó. Thì mấy bữa gài ở New York này, ở bên Mỹ mình nè, ông thống đốc Cali á là ra lệnh á là cũng như là ai cũng phải mang khẩu trang, cái lệnh ra, nhưng mà có ba thấy trong coi thời sự là dân chúng biểu tình không chịu mang khẩu trang, nói là cái đó là áp dụng là control, là cũng như là gò cũng là control, là control đến Mỹ thì control là cũng như là mình giám sát, cái là cũng như là mình xin lỗi nha, cô Hoa cứ nói cái đại ý này vậy thôi, cái chính xác thì không được 100%, cái vụ mà nói cái vụ control là cũng như là bắt buộc hay là cũng như là vào khuôn khổ, thí dụ mình đoán là vậy đó,
là nói là bắt buộc vào khuôn khổ quá vậy, cái quyền tự do của họ muốn mang không mang thì thôi. Còn có một người ông kia thì ông đứng lên ông nói, ông mang khẩu trang này, ông nói cái câu mà giống như cái ông Chắp Lâu nói đó, nói chúng tôi muốn thở, là ông nói ngộp thở ông chịu. Thành ra Kali nói là kêu mỗi người đó, mà nhưng mà cái phạt thì chưa nói tới, thành ra họ đứng lên liền không chịu. Mà cả nhà xin lỗi các bà, xin lỗi cả mà anh chị em và các cháu mà thấy đó, là mấy bữa gần những cái tiểu bang mà đi biểu tình, đi ra ngoài đi biển nhiều đó là tăng lên dữ tợn lắm đó. Đó, như Tucson, như Chicago hay là Arizona đâu, ví dụ như Cali đâu, Florida nè, vô dạ những nhiều tiểu bang độc dài lắm đó. Nó tóm lại là nhìn lên danh bản đồ nước Mỹ là thấy đỏ nhiều nhất, đỏ nó chiếm 2/3 rồi, 2/3 cái trắng. New York thì lên cao điểm quá rồi, bây giờ thì nhờ phòng chống á, bây giờ cô ba đi ra đường á, đa số là như cô ba quay cái ở phố tàu New York á, cả nhà thấy á, nha, là họ đều mang bịch khẩu trang hết á, ít ít thấy thế nào người nào không có, hầu như cô ba chưa thấy là những người nào không có bịch, thấy hầu như hầu hầu hết bịch, Mỹ cũng bịch luôn, mang khẩu trang đi quên nó bịch mang khẩu trang. Thì mình cũng mừng New York nữa, cũng đỡ. Thành ra ở bữa hổm cách đây chừng có 1-2 tuần trở lại thì New York đứng rồi chỉ là tử vong chừng vài chục người một ngày thôi, chứ không phải như mấy ngàn hồi xưa. Bây giờ còn bây giờ chở mấy ngàn đó là taxi, taxi với Arizona rồi Cali với Florida vô dài mấy tiểu bang. Thành ra vậy đó, nhà của bà biết cũng như là tin tức gì đó, nói lại cho ở nhà anh chị em và các cháu đó, rõ vậy đó. Tình hình nước Mỹ vậy đó, bởi vì còn có đâu phải tháng này, tháng 6, cuối tháng 6 đâu, gần cuối tháng 6 và tháng 7, tháng 8, tháng 9, tháng 10, còn có 4 tháng mấy nữa. Bởi vì 3 tây tháng 11 là bầu cử tổng thống Mỹ đó. Thành ra đủ thứ chuyện hết trơn, giống như bữa hôm cái chuyện mà bữa tổng thống mà đứa nào chung mà tổng thống Mỹ á, ra mắt cử tri ở chỗ mà tiểu bang Oklahoma vậy đó, chỗ hậu trường đó, tính là cả 1 triệu người ủng hộ đó, mà một cái hậu trường nó chỉ có chiếm trước có 19.000 thôi, mà những cái nhân viên thì Mỹ thật tình mà chị theo coi bình luận của bà thấy nói vậy đó. Nó là những cái người á, đợi đăng ký á, như là người ta nói là cái xe bên kia đó phải tả đó, ví dụ nó kêu rồi đăng ký, những người đó kêu mới lại đăng ký, nhưng mà đăng ký là không có đi, đăng ký không đi, những người người ta muốn ra muốn đi là được, không được đăng ký đủ chỗ anh nha, đây đăng ký còn có chừng với còn có 10, còn có 6 ngàn mấy đi, 19.000 người mà có 16 mấy lại rồi nói này, tại trước tới 2 bữa lại trong cái trong cái bang mà của cũng như cái bang mà vận động cũng như là làm tham mưu ở trong vận động tranh cử của tổng thống Mỹ Donald Trump nè, thành ra lộ ra bấm sao mà bị 60 người bị nhiễm, trước đó có ngày lộ ra bí mật, có người lộ ra một người lộ bí mật, thành ra người ta số người không không dám đi nữa đó, một số không dám đi, một số đăng ký thì bị cũng như là xúi giục, nói vậy họ nói là xúi giục không không cứ định đi, lần mà chen vô đăng cái bích gì lần mà những người ta muốn đi là không 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 có chỗ. Vậy đó, ngày nay tổng thống cũng ông cũng nổi điên là như lắm đó. Rồi ở đằng thấy thì tối lại thấy có biểu tình đó, cũng có cảnh sát à cũng giải tán, còn ở ở sau này qua Arizona đó thì tổng thống được có 3.000 sinh viên đó lại ủng hộ. Rồi bên khe cánh tả này đang chờ 3.000 sinh viên đó coi có bị nhiễm không, nó tại vì bữa đó lại nghe phát biểu đồ đủ thứ hết trơn mà không có bị, ngồi sát sát mà không có làm khẩu trang, đang chờ nặng mày, ta nói hai bình luận đó là dạch lá tìm sâu hai đảng, đảng cộng hòa với đảng dân chủ, người ta nói cánh hữu với cánh tả là dân chủ, còn cánh hữu là bên cộng hòa, nói gì đó. Không gậy. Còn cái khu tự trị đó,
Ổng cô bà có nói cô tự chỉ đó ha, ăn uống rồi cũng như là ở ngoài không đó, đâu có bị lâu đâu. Để khi bữa đó nhầm bữa chắc cỡ 12, 13 tây quá, tới hăm mấy đây thì dột tới dùng luôn chừng có 2 tuần, 2 tuần đi chút xíu cô bà trở lại.